trong tim, đã có nhau trong đời, buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi, niềm tin bên nhau, dẫu tan biến đông cùng cạn, hòa chung câu ca, say đắm giai điệu hạnh phúc, chào cô dâu xinh, bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai, đắp xây ngày mai. Ban đầu cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên. Phật Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Cúng kính dân hương trước cụ Quyền cùng thánh thất tổ chứng lòng thiền. Hôm nay vào ngày mùng 10 tháng 9 năm Canh Tý cũng là ngày lành tháng tốt, vợ chồng con có định lễ thành hôn cho con trai con. Nay trình với quý thân tộc của Quyền thất tổ bà đó, trình cái lễ thanh nết trước giao con có sắm chút điện thẩm giặc để dâng lên để trước của Quyền tổ bà, sau đem tánh lễ và nạp lễ cho họ nhà gái. Nay trình với anh trên tài Phật Quyền tổ bà, cha mẹ thân tạo hai bên, nội ngoại vợ chồng quá giảng về chứng miên, chứng cho đôi trẻ được kết duyên vợ chồng, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, trên thận dưới hòa làm ăn phán đạt, phước lộc tràn đầy, con một cháu một, ấm no phúc đến ngày trăm năm, vậy mới xứng đáng con dòng cháu tiên. Nam mô A Di Đà Phật, xá chú. Rồi đã cắm hương lên đi. Thay từng ngày biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ
và đời này mình sẽ mãi che chở cho em. Mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cuộc sống trong anh duy nhất trong ai xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong nụ hôn từ sâu giờ nào sẽ nắm tay nhau đến bao mai. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới sông mới để bắt tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa.
sẽ ra ngoài tạ hoàng thiên hậu thổ nhất gì sao để lên ngôi thờ để lên bàn thờ. Thưa quý dân tộc họ nhà gái, hôm nay nhà trai tôi mới đến xong qua chương trình buổi lễ nhà gái cho thịnh đại nhập gia. Cháu dâu ơi, thưa quý bà, ai ở trong phòng cháu dâu đó bước ra ngoài cho cháu nghĩa vô hợp cảnh chúc cho hành lễ. Thiệt hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bình chúc mừng tình ta hân hoan một đàn em bé rực mâm khăn hồng khúc khích đùa vui trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh ngựa ô rất dâu sẵn sàng cái bên kiệu vàng theo chàng về dinh. Dâu nhà trai mới đến thông qua chương trình buổi lễ nhà gái về cấp lễ nhận lễ cho tỉnh lễ nhập gia. Thưa quý dân tộc họ nhà gái đường xá thì xa xôi thời giờ rất là quý báu, thời giờ là tiền bạc. Thưa quý dân tộc, không quý dân tộc họ nhà gái cũng vui vẻ để xin tỉnh quý dân tộc họ nhà gái nhà trai chúng tôi xin tương lễ tán lễ hiến lễ và nạp lễ nhà trai nhà gái tương lễ kiểm lễ và chấp lễ nhận lễ để dân cúng đường thổ bà. Sau nữa hai thông gia đặt bước lên ngôi thờ để lên đèn và nguyện lương cầu chỉ lành quốc hai trẻ bạn này nhà gái xin vui vẻ chấp dễ thành thật của thân. Chị trình dân con chủ tịch tổ bà thân cộng cha mẹ hai bên bên nội ngoại vợ chồng quá giảng về chứng nguyên chứng cho đâu trẻ được lấy duyên vợ chồng chồng nói vợ nghe vợ nói chồng nghe trên thận dưới hòa làm ăn phát đạt cước đập tràn đầy con một cháu một ấm no thuốc đến ngày trăm năm diễn xuất giá con gặp cháu tiên nam mô a di đà phật cho con. Đâm sai lòng ngất ngây ngàn khúc trao lời thiết tha ánh nắng ban mai như ru tình ta dáng tăng nương thước tha quá mặn khiến ai lòng dội đầu của đại của quyền thất tổ nam mô đà phật để đáp ơn báo dưỡng sanh thành nam mô a di đà phật hai con nguyên phật tu hành nam mô đà phật của quyền thất tổ lộc thành thích chi xá ba xá nam mô a di đà phật lời phật dạy từ bi bác ái nam mô a di đà phật dạy nhân từ vãng đại mở mang
Nam mô Đà Phật, hiếu trung con nghĩ vẹn toàn. Nam mô Đà Phật, từ ngày chứng giám thân đàn như xưa. Tự nhiên lại sao? Lại sao? Xong xe rồi. Hai con đã ta của quyền ba xá trình để kiếm. Xa ba xá đi rồi. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Hai thông gia đào bước hơi thờ lên đèn lên hương cầu cái đành cái phúc tay con phần kế tiếp tăng lan và tăng nương đó. Đào bước ở giữa hơi thờ đó, điểm một lễ bái đường, điểm hai cái lễ đại phật, điểm ba cái lễ sát chân dung chứng quyền giới chủ, điểm tư cái lễ đại họ, điểm năm cái lễ đại ông bà tăng cập tụ mãi hai bên, điểm sáu cái lễ đại cô bác và cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật Tổ Phật Thầy từ bi chứng tiếng hộ trì cho hai con. Hai con đã nên duyên chồng vợ, nguyện cùng nhau kết tóc trăm năm. Âm tơ sao mối chỉ hồng, lan với phụng mới kết tình chồng vợ. Vốn lại này nhờ Phật chứng minh cho đôi trẻ chung tình mãi mãi. Nam mô Đà Phật nhất, nhì, ba, tư. Để thầy hay sao? Xong xe ra ngoài thì chúng thực tập hai họ để họ tòa nghiệp đã xe ai sợ chỉ hầm cho đôi trẻ được kết thành chồng vợ. Đầu cũng lại thân tập hai họ được tách tiền nhân từ đời thượng cổ của quyền thất tổ cảm ứng chứng minh chứng cho đôi trẻ được kết duyên vợ chồng. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, tên thận dưới hòa đạo ăn phát đạt phước lộc tràn đầy, con một cháu một ấm no phúc đến ngày trăm năm vậy sinh ra con gồng cháu tiêm. Hôm nay đang cùng chú dày xưng xê nội ngoại đủ đầy bà con chúc mừng hai họ chú dày. Hai ông hãy cùng nhau đứng chén rượu đào mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng trăm năm dạ, trăm dạ, nhà chẳng thay. Dù cho vật đổi sao dời cũng là hai họ đời đời với nhau. Tổ tiên ra từng ngàn xưa để lại trai lớn hay là cưới vợ mà gái lớn là gả lấy chồng để sanh con trai gái nối dòng tông chi vậy xứng đáng con đường cho đi. Nhất nhì lại đòi xong trước tới thì quý ông chắc cũng qua đời hết. Giờ thôi còn quý bà bỏ hai lần hết không kiếm bà phải có bà phải bà ơi bao tiếng cười reo vui nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộng gian nơi ca chúc nhau. Rồi dừng tới. Nhớ thở vào. Rồi nói lên đây nha. Nhìn qua đây nè. Rồi hai bà cũng ly uống nghe các bạn. Cũng ly vô, hai bà cũng ly. Để chủ niệm tôi hiền dâu tấn mà gái tiết trinh dâu thảo với thải khanh sự tích kia vào mãi luôn danh. Hai con phải lo tròn bổ phận cho cha mẹ hai bên hạnh vui lòng vậy xứng đáng con gặp nhân dẫn dắt nhất gì là bà ở cha mẹ là tay chấp nhận hai bên cho bên thành vợ chồng rồi còn nữa thì đừng kiếm có gì đâu. Giờ đây thì chắc có lẽ là không qua hết được nào sẽ trả cho hai bên cho vợ chồng cho vợ chồng chấp nhận luôn hai con trong mãi tình yêu này.
ra ngoài. Nhất. Nhì. Tôi biết người ta phải họ. Hôm nay cũng là ngày lễ Duy Quy Xuất Giá, cũng là ngày hai cháu đã thành hôn. Tiếp thiền qua đưa rước chập chờn cho cha với mẹ tâm hồn phơi phới. Dưỡng nuôi cháu bao ngày dưỡng vợ sự nhọc nhằn mong đợi gì đâu. Đến hôm nay chồng vợ nên câu cha cho mẹ mà ngõ hầu ghi nhớ. Mới buổi đầu làm dâu còn bỡ ngỡ, nhờ bên chồng giúp đỡ chở che thêm. Đối cha mẹ con phải kính mến chiều lòng, học hỏi những gì con chưa biết. Đối với ông bà con phải dùng chữ hiếu, đối với cô bác xử sự cho dễ an toàn. Đối với anh chị em phải dùng lời nói cho đang trang, lời giả nhận họ hàng hiểu quý. Vợ với chồng ráng mà dung dị, các cháu đây tận thị nhịn nhau. Nếu lỗi lầm chứ có hùng hào cần giải quyết cách nào cho biết. Cha với mẹ có đôi lời giúp biết cầu tơ với dân mài miệt trăm năm. Miễn làm sao cho hai con được áo ấm cơm no thì cha với mẹ mới khỏe tâm yên tí. Đến đây ông xin hết lời xin chúc mừng hai con. Tăng Lan và Tăng Nương Lan phục tương hòa minh sắc cầm hảo hiệp. Xin chúc mừng hai công gia bền vững mãi mãi cho lo tương lai hạnh phúc cho con cháu sau này. Xin chúc mừng quý trong tập hai họ trọn năm canh tí được luôn dồi dào sức khỏe làm ăn phát đạt giảm sự bình yên giảm lo phúc mãi mãi xin kính chào những lời chào quý vị nhất. Nhạc dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi say tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Bên nhau như cầu với chầu. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi thuốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Thưa quý tập hai họ, hôm nay cũng vào ngày 10 tháng 9 năm canh tí, cũng là ngày lành tháng tốt, cho nên vợ chồng của ông đó là Phan Văn Khanh và định để thành hôn cho con trai là duy nhất. Duy nhất nay đã lớn lên đã tới được đến tuổi trưởng thành. Đối cha mẹ thì cháu dâng lời và ngoan ngoãn dễ thương, đối với lẫn nhau cháu lớn lên thì chậu học cũng khá tốt. Nay dân tạo viên cũng vậy, nay lớn lên đã đến tuổi trưởng tràn đầy hạnh phúc vậy. Hôm nay nghĩa là duy nhất chứa trao trọn tình yêu thì con thảo viên mãi mãi.
Thì đến ngày Đắc Long Đồng Bạc, kính thưa quý thân tập hai hậu, quý vị được tin báo thiệp hồng, chẳng để đường xa xa xôi, với chú quý chị giờ quý báo. Trước đến đây để chung vui cùng gia đình, sao mừng cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Đó cũng là một niềm vinh hạnh cho hai gia đình, thưa quý vị. Dù ở gần xa, quý vị cũng nghĩ chút tình mà ngày này tháng ấy nhớ đừng quên. Xa xăm dặm dặm xin hãy nhớ đến để chung vui với gia đình. Chúc cho đôi trẻ nên giai ngẫu hạnh phúc trăm năm được vững bền. Xin kính chào quý vị, lời chào quý vị. Thì phần của lễ hôm nay trước hết cũng là lễ dâu về đến gia đình của Đặng Giờ Đại Kiết. Vậy xin mời nghĩa là hai thông gia đối phương cùng bước tương ngôi thờ để nguyện hương cầu xin lành hạnh phúc cho hai mẹ. Thì ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lễ Nam Bảo ba xá Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lễ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xong xem ra ngoài Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quay phim cùng tranh thất tổ chiến lực thiền. Hôm nay vào ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý cũng là ngày lành tháng tốt. Hai con kết tình thông gia cho Duy Nhất và Thảo Nguyên được trăm năm hạnh phúc. Vì hôm nay lễ thân nghính là lễ dâu về đến gia đình. Cũng đặng giờ đại kiếp tức là giờ tốt của hai bên. Hai thông gia đồng bước lên ngôi thờ nguyện hương cầu chứng lành chúc phúc cho hai con vị tình với ông trên. Trời Phật của nguyện thất tổ bà thân tập cha mẹ hai bên bên nội ngoại vợ chồng quá giảng. Vì chức miên chứng cho đâu trẻ được kết duyên vợ chồng nói vợ nghe. Vợ nói chồng nghe trên thận dưới hòa làm ăn phát đạt phước lộc tràn đầy. Con một cháu một ấm no suốt đến ngày trăm năm vậy xứng đáng con gặp cháu tiên Nam Mô A Di Đà Phật xá xuống. Cắm ở dưới điện được không? Trên nó được chưa thử. Tại của quyền thất tổ Nam Mô A Di Đà Phật để đáp ơn bao dưỡng sanh thành Nam Mô A Di Đà Phật cho con quy Phật tu hành Nam Mô Đà Phật của quyền thất tổ lòng thành chứng tri xá ba xá. Đã tam bảo cũng lại luôn Nam Mô Đà Phật là Phật dạy từ bi bác ái Nam Mô A Di Đà Phật dạy nhân từ quảng đại mở mang Nam Mô Đà Phật thiếu trung con giữ vẹn toàn Nam Mô Đà Phật từ gài những giám năng làng như xưa xa bà xá thì con kính lễ tiên dương thầy hai xá xăm xin mời ai thông gia trở lại chỗ cũ ngồi phúc cho hai con bằng cái tiếng Thảo Nguyên và đó là Duy Nhất đó đứng giữa ngôi thờ đó trước hết đó. Điểm 1 là lễ bái đường, điểm 2 là lễ đại Phật, điểm 3 là lễ xá chiên dương nước quỳnh giáo chủ, điểm 4 là lễ đại họ, điểm 5 là lễ đại ông bà thân tộc nội ngoại hai bên, điểm 6 là lễ đại cô bác và cha mẹ. Và phần này hai con đồng đứng giữa cái dây vô ngôi thờ, cung tay xá hai xá, dây ra ngoài, đó. Dây vô ngôi thờ. Nam mô thật đầu cuối lại cũng quyền thất tổ để đáp ơn bao dưỡng sanh thành. Hai con nguyện giái đồng lành nhờ ơn thất tổ lòng thành chứng tri. Hai con đã gắn đi chặt dạ nguyện cùng nhau kết tóc đến già. Bốt lại này thất tổ chứng minh cho đôi trẻ chung tình mãi mãi. Nam mô Đà Phật nhất bái nhất nhì ba tư. Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật tổ Phật thầy từ bi chiến tiến hộ trì cho hai con. Hai con đã nên duyên chồng vợ nguyện cùng nhau kết tóc trăm năm tại này và Phật chứng minh cho đôi trẻ chung tình mãi mãi. Nam mô Đà Phật nhất nhì ba tư. Kính lễ chân dung thầy hai xá của con thử xây ra ngoài. Hoàng thiên với hậu thổ của quyền thất tổ cảm ứng chứng miên chứng cho đôi trẻ được kết duyên vợ chồng. Ông ta bà Nguyệt đã xé hai sợi chỉ hồng cho đôi trẻ được kết thành chồng vợ. Đầu cuối lễ quý khách tân tập hai họ lưỡng khách tiền nhân từ đời thượng cổ của quyền thất tổ cảm ứng chứng miên chứng cho hai cháu được kết duyên vợ chồng. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe trên thượng dưới hòa làm ăn phát đạt phước lộc tràn đầy. Con một cháu một ấm no phúc đến ngày trăm năm diễn xứng đáng con gần cháu tiên. Hôm nay đoan phụng được vui dày xưng xê nội ngoại đủ đầy bà con. Chúc mừng hai họ chứng dày quý ông hãy cùng nhau nâng chén rượu đào mừng cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng trăm năm kết tóc đến dễ thì mình hai vậy chứng đáng con gặp cho mẹ nhất nhi thần quý lễ đại họ hôm nay xong trước hết đây thì chức ông mà chắc hôm qua đi hết rồi còn bút rồi là lúc rượu đi trong bút rồi không bút rồi hết hẳn đây luôn rồi. Rồi mời ông Út. Ông Út với quý ông trước kìa. Ông rồi giữ tay nha, giữ tay lại nha. Rồi nhìn qua đây nha. Đó luôn. Hai ông mà nhận cái để mà cho cháu được trăm năm không có không không ông. Biết ông không?
phải biết. Rồi bước vô đi. Nội ngoại nay tuổi đã già, đứng cầm gối mỏi giờ. Rồi cứ gửi vô đi rồi nhận đi rượu giùm. Rồi gửi đi rượu luôn chú, để gửi dân cho. Chị làm qua xe mới đây này. Vậy chú đang còn gặp cái tiền. Chưa pha. Đâu có thứ tự chú lắm. Này chưa hả? Chưa chịu khó ngồi đi. Gại thôi chú đưa đi đi chú mới tới. Cúi đầu. Xong bây giờ tới phần chưa chiếc bà có không, bên con có bà không, gì với cậu, gì với cậu á, gì cậu có không, vô đây gì với cậu có vô đây, vô đây uống miếng rượu với bây giờ đây với chú bác rồi thống nhất luôn cái một đây quý ông vô bao lẻ đi ừ. Chú để luôn là anh tới cô dâu nó tới. Rồi ok. Nhìn đây nha. Nhìn đây. Rồi được rồi uống đi chú Út. Lấy miếng nha. Rồi dâng cho bên kia luôn kia nhận ly rượu luôn. Anh đứng nó tới. Rồi nhìn đây luôn. Rồi anh nếm luôn. Uống miếng đi nhắm miếng. Ừ không uống nhiều cũng uống ít miếng. Mời quý vị luôn. Vì cậu mở gì bác rủ bác xui gì đó thống nhất luôn. Rồi mỗi đứa dừng vào một gì coi. À rồi bên đây gì bước vô gì nhận đi rủ luôn kìa gì. Mình giữ tay lại luôn nha. Gì nhận đi rủ luôn kìa gì. 3 triệu. Kìa nhận đi rủ luôn kìa gì. Vậy nhận đi rủ luôn kìa gì. Rồi giữ tay lại, mình giữ tay lại. Nhìn đây luôn nha, nhìn đây luôn. Rồi hai gì nếm miếng đi. Rồi mời hai vị khác bước vô. Mình cứ nhận rượu đi xong mình gửi tiền cũng được. Rồi xin mời hai vị đứng lại đó cho cháu nó dừng rượu luôn. Rồi mời hai vị. Cô dâu nó tới rồi. À. Rồi. Rồi nhìn qua đây luôn, mình nhìn qua đây luôn. Đứng nó tới. À. Ừ, phải uống mới được chứ. Tới bác hai. Cho rồi mời bác luôn. Rồi mời bên nội bác với chú gì đó mời luôn. Chú rể đứng đó đi. Bác hai bước nói vô bác hai. Rồi nhận bên đây nè, nhận của chú rể luôn đi bác hai. Rồi mình nhìn đây luôn bác hai ơi. Rồi bác hai uống hết 2 ly nha. Dạ. Giữ gì? Rồi tiếp ông Út đi. Ông người ơi. Đứng ra lại hai chữ. Cúi đầu. Gì? Bây giờ bác chú cậu vợ gì dưỡng xong bây giờ góp rượu đi con, giao cho cha mẹ. Ừ. Hôm nay chấm hành ra. Rồi, giữ ra nha. Cái đó nè. Rồi hai ông cũng ly cái coi. Cũng ly luôn. Rồi làm cạn luôn. Rồi rót hai ly khác vô, chú để cô dâu. Rồi cô dâu dâng cho mẹ bên đây, chú để dâng cho mẹ bên kia. Rồi dâng. Rồi giữ tay lại nha. Rồi mấy bác. Rồi hai chị cũng ly cái coi. Rồi cho cạn luôn. Hai đứa đứng sát lại. Sát vô. Rồi ông Mười ơi. Gì? Giờ hết rồi, chạy vô trong cái thờ. Chào. Dứt. Gì? Dây ra ngoài. Dứt. Gì? Anh hai, chị hai, xin mời. Chị luôn đi chị. Chị vô chị. 160 gì dưới đâu. Nhìn đây nha, nhìn đây. Rồi. Rồi. Trời đất ơi, chị để trong tối ai biết mấy chục thôi. Tối không biết đâu. Dạ, nói thêm rồi sao? Ai tin? Cái này là ông khai đàng hoàng nha. Ờ, vậy ông khai mới được. Nhiều. Đây, chị xui. Chị xui là chúng ta. Rồi đeo nhẫn luôn, Vĩnh vô. À, rồi, đúng rồi, rồi. Nhìn qua đây nè, nhìn qua đây nè, đúng rồi. Rồi. Anh chị Hùng mình má em cùng Hùng nhà chị mái. Chị hai trái tim mình cùng bà chung nhịp thở tối như tay. Anh chị em chị tương lai. Anh em sắp chị mái nhà anh Hùng anh là một bờ dây chân. Em lựa chọn suốt cuộc đời này. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý thần thập hai họ. Giết bình minh được trở cha mẹ đôi bên chúc mừng cho đôi trẻ. Mừng như qua đôi đỏ giữa mùa xuân, mừng cho hai con được kết nghĩa phu thê. Mừng cho hai con được thủy nguyện kết tóc giữ vẹn chắc cho trò công triết hàm làm người lớn lên ai ai cũng phải dưng lịnh nghiêm đường để cho cha mẹ hai bên định chữ tân hôn và chữ du quy để bền duyên cầm sắc
thu sướng phụ tỳ với vui câu chung thủy, xây lưng cao cạp để lo thử tương lai cho con cháu mai sau. Đời đời biết ơn cha mẹ, xin chúc mừng hai cháu Tân Lan và Tân Nương, Loan Phụng và Minh Sắc Cầm hảo hiệp, xin chúc mừng hai trong gia bền vững mãi mãi cho con tương lai hạnh phúc cho con cháu sau này. Xin chúc mừng quý dân tộc hai họ, trọn năm canh tí đều được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt và an sự bình yên, ấm no hạnh phúc mãi mãi. Xin kính chào. Nhạc sắp sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vây trầu. Hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có trong đời.
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.
sinh trên thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh sẽ
Thank you.
nãy giờ anh mua cho em 5 món rồi đó nghe. Thôi thôi thôi, mình đi về nghe. Chưa chưa, em còn mua thêm bộ xi măng nữa nghe anh. Ừ. Kỷ niệm một món quà duyên chiều xưa đi khắp phố phường tìm mua trong máy sắt hàng trăm nghìn muôn thứ nhưng chưa vừa lòng ngập ngừng tìm kiếm làm sao một trò Audio Jungle.